Chào mừng các em học sinh lớp 2 đến với tiết học toán. Bài học ngày hôm nay được thực hiện bởi tập thể giáo viên khối 2 trường tiểu học Lương Định Của. Trong bài học ngày hôm nay, các em sẽ cùng tìm hiểu về tia số, số liền trước, số liền sau. Qua bài học, các em sẽ nhận biết được tia số, xác định được số trên tia số, so sánh được các số dựa trên tia số, làm quen số liền trước, số liền sau, xác định được số liền trước, số liền sau trên tia số. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với hoạt động khởi động nhé. Em hãy vẽ lên giấy một đoạn thẳng dài 10cm. Ở tiết học trước, các em đã được học cách vẽ đoạn thẳng. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng thực hiện bài của mình nhé. Em dùng thước thẳng vẽ một đoạn thẳng từ vạch số 0 đến vạch số 10. Như vậy là các em đã có được một đoạn thẳng dài 10cm, thật là nhanh chóng và dễ dàng. Bây giờ các em hãy vạch các khoảng cách trên đoạn thẳng theo các vạch từ số 0 đến số 9 nhé. Sau đó, các em hãy vẽ một dấu mũi tên hướng từ trái sang phải ở điểm cuối của đoạn thẳng. Hình ảnh của em vừa vẽ được chính là hình ảnh của một tia số. Như vậy, qua hoạt động khởi động, thầy đã hướng dẫn các em vẽ được một tia số trên một đoạn thẳng. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các số trên tia số. Đây là hình ảnh của một tia số với các số từ 0 đến 12. Các em hãy cùng tìm hiểu các số trên tia số này nhé. Ở điểm thứ nhất, ta có số 0. Số 0 nằm ở điểm gốc của tia số. Ở điểm tiếp theo, ta có số 1. Nếu dùng đồ dùng học tập để hình dung, ta có số 1 tương ứng với một khối lập phương. Như vậy, ở điểm số 0, chúng ta không có gì cả. Điểm tiếp theo, số 2 tương ứng với hai khối lập phương. Vậy, số 2 nhiều hơn số 1, một khối lập phương. Hay ta có thể nói, số 2 nhiều hơn số 1, một đơn vị. Ở điểm tiếp theo, ta có số 3 tương ứng với ba khối lập phương. Vậy, số 3 nhiều hơn số 2, một khối lập phương, hay ta có thể nói số 3 nhiều hơn số 2, một đơn vị. Tương tự như vậy, ta có số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10, số 11, số 12. Các em có nhận xét gì về các số trên tia số? Các số trên tia số được sắp xếp liên tiếp nhau theo thứ tự từ số bé đến lớn. Hay ta có thể nói, trên tia số, mỗi số khác 0 lớn hơn các số bên trái và bé hơn các số bên phải nó. Các em vừa tìm hiểu về tia số. Bây giờ chúng ta hãy quan sát lại tia số của mình để hiểu rõ hơn về bài học ngày hôm nay nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về số liền trước và số liền sau. Như các em vừa tìm hiểu, trên tia số, các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn liên tục nhau. Do đó, hai số đứng liền kề nhau được gọi là số liền nhau. Ví dụ, 7 và 8. Số 7 đứng trước số 8, ta nói 7 là số liền trước của số 8. Số 8 đứng liền sau số 7, ta nói số 8 là số liền sau của số 7. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ tìm hiểu hai số khác nhé. Ví dụ ta có số 2 và số 3. Vậy, số 2 đứng trước số 3, ta nói số 2 là số liền trước của số 3. Số 3 đứng liền sau số 2, ta nói số 3 là số liền sau của số 2.
Các em vừa tìm hiểu số liền trước và số liền sau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện các bài tập của mình nhé. Để hiểu rõ hơn bài học của ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với hoạt động thực hành. Các em sẽ cùng đến với bài tập 1, điền số. Ở hình A là một tia số. Như các em đã biết, các số trên tia số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Như vậy các em rất dễ dàng để điền các số còn thiếu trên tia số này, đúng không nè? Tia số bắt đầu từ số 0, 1, 2, 3. Vậy tiếp theo sẽ là 4, 5, 6. Tiếp theo số 7 và 8 là số 9, 10, 11, 12. Tương tự ở bài tập A. Ở bài B, các em hãy điền những số còn thiếu trên tia số này nhé. Trên tia số này các em thấy bắt đầu từ số 88, tiếp theo là 89, vậy tiếp theo sẽ là 90. Tiếp theo số 91, 92 sẽ là 93, 94. Tiếp theo số 95 sẽ là 96. Và tiếp theo số 97 sẽ là 98, 99, 100. Các em vừa hoàn thành điền các số trên tia số ở bài tập A và bài tập B. Bây giờ chúng ta đến với bài tập C. Bài tập C, câu thứ nhất, số liền sau của 0 là bao nhiêu? Nhìn vào tia số ở bài tập A, các em thấy sau số 0 là số 1. Vậy em có thể trả lời số liền sau của 0 là 1. Câu thứ hai, số liền trước của 1 là bao nhiêu? Ngược lại, ta thấy số 0 đứng trước số 1. Như vậy, số liền trước của 1 là số 0. Câu thứ 3, số liền trước của số 7 là bao nhiêu? Vẫn trên tia số ở bài A, em nhìn thấy trước số 7 là số 6. Vậy, số liền trước của 7 là 6. Câu thứ tư, số liền sau của 97 là bao nhiêu? Nhìn vào tia số ở bài tập B, các em thấy sau số 97 là số 98. Vậy em trả lời số liền sau của 97 là 98. Các em vừa hoàn thành xong bài tập số 1 của mình rồi đấy. Bài tập số 2, em có thể dựa vào tia số để so sánh các số. Trên tia số, các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Như vậy, mỗi số khác 0 sẽ lớn hơn các số bên trái và nhỏ hơn các số bên phải của nó. Dựa vào tia số, chúng ta có thể so sánh một cách dễ dàng. Ví dụ, 37 và 40. 37 nằm bên trái của số 40, như vậy 37 bé hơn số 40. Tiếp theo, ta có 40 và 45. 40 nằm bên trái 45, vậy 40 bé hơn 45. Bài tập tiếp theo, ta có 46 và 39. 46 nằm bên phải số 39, vậy 46 lớn hơn 39. Tương tự như vậy, ta có 39 và 36. 39 nằm bên phải của 36, vậy 39 lớn hơn 36. Đến đây thì ta có thể thực hiện hai bài toán còn lại một cách dễ dàng phải không nè? 38 và 41. 38 bé hơn 41. 44 và 42. 44 lớn hơn 42. Các em vừa hoàn thành xong bài tập số 2 của mình rồi đấy. Bài tập số 3. Bạn Lâm viết một số có 2 chữ số. Bạn Ngọc viết số liền trước hoặc số liền sau của số bạn Lâm viết. So sánh 2 số mà bạn Lâm và bạn Ngọc đã viết. Bài tập này có 2 trường hợp. Bạn Ngọc có thể viết số liền trước hoặc có thể viết số liền sau của số bạn Lâm viết. Bây giờ
thầy sẽ hướng dẫn các em ví dụ từng trường hợp một nhé. Trường hợp thứ nhất, bạn Lâm viết số có 2 chữ số, ví dụ là số 24. Bạn Ngọc có thể viết số liền trước của số bạn Lâm viết. Như vậy, bạn Ngọc viết số bao nhiêu nè? À, bạn Ngọc viết số 23. Bây giờ, hãy so sánh hai số mà bạn Lâm và bạn Ngọc đã viết. 24 lớn hơn 23. Vậy ta nói, một số nào đó luôn luôn lớn hơn số liền trước của nó. Trường hợp thứ hai, bạn Lâm viết một số có 2 chữ số, ví dụ vẫn là số 24. Bây giờ bạn Ngọc viết số liền sau của số bạn Lâm viết. Vậy bạn Ngọc viết số mấy nè các em? Bạn Ngọc viết số 25. Bây giờ chúng ta hãy so sánh hai số mà bạn Lâm và bạn Ngọc đã viết. 24 bé hơn 25. Vậy ta nói, một số nào đó luôn luôn bé hơn số liền sau của nó. Các em vừa hoàn thành xong bài tập số 3 rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với hoạt động củng cố, xem mình đã tiếp thu bài học ngày hôm nay như thế nào. Qua trò chơi ong tìm mật, luật chơi như sau. Các em hãy giúp những chú ong tìm được những bông hoa cần hút mật của mình bằng cách thực hiện đúng các yêu cầu của các bài toán nhé. Câu hỏi thứ nhất, số liền trước của số 1 là số nào? Các em có 4 bông hoa mang số 0, 1, 2 và 3. Các em đã có câu trả lời của mình chưa? Hãy cùng so sánh kết quả với thầy nhé. Vậy, số liền trước của số 1 chính là số 0 đó các em. Câu hỏi số 2, số liền sau của số 3 là số nào? Các em vẫn có 4 bông hoa mang số 1, 2, 3 và 4. Bây giờ mình hãy so sánh kết quả với thầy nhé. Vậy, số liền sau của số 3 là số 4 đó các em. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi số 3. Số liền trước của 100 là số mấy? Ở đây vẫn có 4 bông hoa mang số 97, 98, 99 và 100. Các em có thể đoán ngay số 100 không phải là kết quả, vì số 100 không thể liền trước hoặc liền sau của chính nó. Ở đây ta còn lại 3 kết quả, vậy mình có thể trả lời nhanh được chưa nè? Như vậy, số liền trước của 100 chính là số 99. Qua bài học ngày hôm nay, các em đã biết như thế nào là tia số, số liền trước, số liền sau. Các em hãy thực hiện các bài tập để có thể khắc sâu kiến thức của mình nhé. Chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em trong tiết học lần sau.